Xin chào quý vị và các bạn, chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức mạng Pi với nội dung sau. Lệnh gọi API mạng Pi được triển khai trên Plexus sẵn sàng vào ngày mùng 1 tháng 6 năm 2024. Thưa quý vị, trong một bước phát triển lớn cho cộng đồng tiền điện tử, Pi Network đã tích hợp thành công các lệnh gọi API vào nền tảng Plexus của mình Việc triển khai này bao gồm một bộ công cụ toàn diện như khởi tạo hợp đồng thông minh, tạo ví đa chữ ký, siêu ví, truy xuất thông tin đồng thuận của nốt, vân vân. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất và sẵn sàng ra mắt vào ngày 1 tháng 6 năm 2024. Tích hợp API, bước nhảy vọt lớn cho mạng Pi. Việc tích hợp các lệnh gọi API của Pinework vào Pinexert đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc củng cố hệ sinh thái Pinewood. APIP hoặc giao diện lập trình ứng dụng là một tập hợp các định nghĩa và giao thức cho phép các thành phần phần mềm giao tiếp bằng cách cung cấp API. Pinewood cho phép các nhà phát triển tương tác với nền tảng linh hoạt và năng động hơn. API cho phép các ứng dụng khác nhau hoạt động liền mạch với Pinework mà không cần đi sâu vào cơ sở hạ tầng phức tạp của nó. Các nhà phát triển có thể sử dụng API để tạo các ứng dụng tận dụng các khả năng của Pinework, chẳng hạn như giao dịch và lưu trữ dữ liệu hiệu quả hơn. Điều này rất quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử, nơi khả năng tương tác và khả năng rộng mở là chìa khóa hợp đồng thông minh và khởi tạo siêu ví. Một tính năng nổi bật của sự tích hợp này là khởi tạo các hợp đồng thông minh. Hợp đồng thông minh là hợp đồng kỹ thuật số tự thực hiện với các điều khoản được viết trực tiếp thành mã. Họ đảm bảo các thỏa thuận hợp đồng được thực hiện mà không cần qua trung gian, giúp các giao dịch trở nên an toàn và minh bạch hơn. Trong bối cảnh của Piniwork, việc khởi tạo hợp đồng thông minh cho phép người dùng tạo và quản lý các hợp đồng kỹ thuật số một cách dễ dàng và an toàn. Ví dụ, người dùng có thể thiết lập hợp đồng thông minh để bán bất động sản. Hợp đồng này sẽ được thực hiện tự động khi tất cả các điều kiện được đáp ứng. Điều này làm giảm lỗi của con người và tăng hiệu quả giao dịch. Ngoài ra việc tạo ví đa chữ ký hoặc super wallet đã được triển khai. Ví đa chữ ký yêu cầu nhiều bên phê duyệt giao dịch thêm một lớp bảo mật và tin cậy. Trong môi trường kinh doanh, những chiếc ví này có thể quản lý tiền của công ty, đảm bảo mọi giao dịch đều được một số bên liên quan chấp thuận, do đó giảm rủi ro gian lận và lạm dụng. Thông tin đồng thuận nút Pinhook cũng đã thiết lập tính năng lấy thông tin đồng thuận của nốt. Đồng thuận là cơ chế được các mạng blockchain sử dụng để thống nhất về trạng trạng thái của sổ cái chung. Các nút là các máy tính được kết nối với chuỗi khối để xác minh và lưu trữ các bản sao của nó. Thông tin đồng thuận của nút là rất quan trọng để đảm bảo tất cả các giao dịch và hoạt động trên mạng Pi tuân thủ sự đồng thuận đã thống nhất. Tính năng này nâng cao tính minh bạch và toàn vẹn của mạng cho phép người dùng và nhà phát triển xác minh rằng các giao dịch của họ được xác thực và ghi lại chính xác. Sẵn sàng cho ngày 1 tháng 6 năm 2024. Tất cả những sự chuẩn bị này đã hoàn tất và dự kiến sẽ được triển khai vào ngày 1 tháng 6. Ngày này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Pinework và những người dùng của nó mở ra một kỷ nguyên mới về việc sử dụng và phát triển nền tảng. Việc triển khai dự kiến sẽ mang lại nhiều lợi ích bao gồm tăng hiệu quả, bảo mật và tính linh hoạt trong việc quản lý và sử dụng tài sản kỹ thuật số. Tác động đến cộng đồng tiền điện tử. Việc tích hợp API và các tính năng liên quan vào Polyx dự kiến sẽ tác động tích cực đến cộng đồng tiền điện tử với quyền truy cập dễ dàng hơn và các tính năng nâng cao hơn. Các nhà phát triển và người dùng mạng Pi có thể tự do tạo và sử dụng các ứng dụng và dịch vụ khác nhau trên mạng này. Trong hệ sinh thái tiền điện tử, việc dễ dàng truy cập và đổi mới là rất quan trọng. API mới này cho phép các nhà phát triển nhanh chóng xây dựng các ứng dụng tận dụng khả năng của Pi Chúng có thể bao gồm các ứng dụng tài chính, trò chơi, nền tảng truyền thông xã hội, vân vân. Các nhà phát triển có thể tập trung vào việc tạo ra các ứng dụng hấp dẫn và hữu ích trong khi API xử lý các vấn đề kỹ thuật phức tạp cơ bản. Triển khai và bảo mật Bảo mật là một khía cạnh quan trọng của việc triển khai công nghệ mới, đặc biệt là trong thế giới tiền điện tử. Pinwork đã thực hiện các bước để đảm bảo rằng tất cả các tính năng mới đều được triển khai bằng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt. Chẳng hạn hợp đồng thông minh được thiết kế để giảm rủi ro gian lận và đảm bảo tất cả các giao dịch được thực hiện theo các điều khoản đã thỏa thuận. Ví đa chữ ký cung cấp bảo mật bổ sung bằng cách yêu cầu nhiều chữ ký để ủy quyền giao dịch. Điều này rất quan trọng trong môi trường kinh doanh nơi việc đảm bảo nguồn vốn là điều tối quan trọng. Ví đa chữ ký giúp ngăn chặn việc truy cập trái phép và đảm bảo mọi giao dịch đều được các bên liên quan chấp thuận. Tiềm năng tương lai Với sự tích hợp API này, Pinwork đã sẵn sàng bước vào giai đoạn tiếp theo của quá trình phát triển nền tảng nó không chỉ là cung cấp các công cụ mới cho nhà phát triển mà còn tạo ra một hệ sinh thái mạnh mẽ hơn, đáng tin cậy hơn cho tất cả người dùng. Tiềm năng trong tương lai là rất rất lớn. Với cơ hội phát triển nhiều ứng dụng và dịch vụ mới tận dụng khả năng của Pinwork. Ví dụ chúng ta có thể thấy Pinwork đang sử dụng trong hệ thống thanh toán cho cả giao dịch nhỏ và lớn. Các nhà phát triển có thể tạo các ứng dụng cho phép người dùng thanh toán hàng hóa và dịch vụ bằng Bitcoin. Được các nhà cung cấp trên toàn thế giới chấp nhận, điều này có thể tạo ra một hệ sinh thái thanh toán toàn diện và hiệu quả hơn. Giáo dục và phát triển Để đảm bảo sự thành công của việc thực hiện này đòi hỏi, cần tập trung vào giáo dục và áp dụng. Pinwork và Pilixus cần hợp tác với cộng đồng để cung cấp kiến thức về cách sử dụng API mới và các tính năng khác. Điều này có thể bao gồm các hướng dẫn, tài liệu và hỗ trợ dành cho các nhà phát triển để bắt đầu sử dụng API. Sự chấp nhận của cộng đồng là rất quan trọng để sử dụng hiệu quả tất cả các tính năng mới này. Facebook có thể tổ chức hội thảo trên web, hội thảo và các sự kiện khác để giới thiệu các tính năng mới này cho nhà phát triển và người dùng. Bằng cách này, cộng đồng có thể nhanh chóng áp dụng và sử dụng các tính năng mới này trong các ứng dụng và dịch vụ của họ. Hợp tác và đổi mới, việc tích hợp API cũng mở ra cơ hội hợp tác tốt hơn trong cộng đồng tiền điện tử. Các nhà phát triển có thể làm việc cùng nhau để tạo ra các ứng dụng và dịch vụ mới tận dụng khả năng của Pedro Group. Điều này có thể bao gồm sự hợp tác giữa các nhà phát triển độc lập, công ty và các tổ chức khác. Đổi mới là chìa khóa cho sự tăng trưởng trong hệ sinh thái tiền điện tử bằng cách cung cấp các công cụ và cơ sở hạ tầng cần thiết. Mạng Pi khuyến khích sự đổi mới và giúp các nhà phát triển tạo ra các giải pháp mới có thể thay đổi sự tương tác của chúng ta với thế giới kỹ thuật số. Điều này có thể bao gồm mọi thứ từ ứng dụng tài chính đến trò chơi và mạng xã hội. Việc triển khai các lệnh gọi API của mạng Pi vào P Search là một bước tiến quan trọng, nhấn mạnh cam kết của Pi Network về việc liên tục đổi mới và cung cấp cơ sở hạ tầng tốt hơn cho người dùng với việc khởi tạo hợp đồng thông minh, ví đa chữ ký và truy xuất thông tin đồng thuận nốt. Pinwork cung cấp các công cụ mà các nhà phát triển cần để tạo ra các ứng dụng và dịch vụ an toàn hơn, hiệu quả hơn và sáng tạo hơn. Được thiết lập để ra mắt vào ngày 1 tháng 6 năm 2024, Pinwork đang đi đúng hướng để trở thành một công ty lớn trong hệ sinh thái tiền điện tử toàn cầu. Tác động của sự tích hợp này dự kiến sẽ được cảm nhận rộng rãi trong cộng đồng tiền điện tử mang lại lợi ích về khả năng truy cập bảo mật và đổi mới dễ dàng. Do đó tương lai của mạng Pi rất tươi sáng với nhiều cơ hội mới dành cho các nhà phát triển và người dùng trên toàn thế giới. Việc tích hợp API này là một bước quan trọng trong hành trình mở đường cho một kỷ nguyên đổi mới và tăng trưởng mới trong hệ sinh thái tiền điện tử.